Hi, xin chào mọi người, mình là Trà Ái Mây. Sinh sống tại Đài Loan cũng đã một thời gian khá là lâu rồi, nhưng mà mãi đến tận bây giờ thì Mây mới có dịp để đến đây. Đó chính là Bầy Thổ. Thì đây được mệnh danh là thiên đường du lịch, nghỉ dưỡng tại Đài Loan mỗi khi đông về. Và ngày hôm nay, Mây sẽ cùng mọi người đi khám phá và trải nghiệm khu vực này nhé. Let's go! Đài Loan sở hữu tài nguyên suối nước nóng phong phú, có 19 khu vực suối nước nóng với các đặc điểm và chất lượng suối khác nhau. Bắt đầu là một trong những khu vực suối nước nóng có giao thông thuận tiện nhất, và các bạn hoàn toàn có thể ngồi tàu điện ngầm đến khám phá. Một trong những nguồn gốc của suối nước nóng bắt đầu chính là thành phố thung lũng Lưu Huỳnh nổi tiếng. Khung cảnh đầy sương khói mờ ảo của thung lũng Lưu Huỳnh tựa như giấc mơ huyền bí, lạc vào cõi thần tiên. Và đây là khách sạn nghỉ dưỡng suối nước nóng Lệ Hy bắt đầu. Kết hợp giữa phong cách Đài Loan và văn hóa suối nước nóng, cho dù là thiết kế kiến trúc hay là nhà hàng ẩm thực, đều tìm thấy sự hài hòa giữa cổ điển và hiện đại. Hãy cùng Mây xem qua các phòng tại đây như thế nào nhé! Thank you.